Máy băm gỗ đa năng vừa chế biến thức ăn cho vật nuôi, vừa tận dụng phụ phẩm gỗ thừa trong sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Xin kính chào quý vị và bà con. Ở những video trước, Ngọc Nga đã nhận được rất nhiều thắc mắc của bà con về dòng máy băm gỗ đa năng do công ty Bình Minh sản xuất. Và ở video ngày hôm nay, Ngọc Nga sẽ giúp bà con có được sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình nhất. Thưa bà con, hiện nay dòng máy băm gỗ đa năng do công ty Bình Minh sản xuất bao gồm hai loại. Phía bên tay phải Ngọc Nga đây chính là dòng máy băm gỗ đa năng 2T và phía bên tay trái Ngọc Nga đây chính là dòng máy băm gỗ đa năng 5T. Và tiếp theo đây xin mời bà con hãy cùng Ngọc Nga đi tìm hiểu về hai dòng máy này. Khi mua một trong hai dòng sản phẩm máy băm gỗ đa năng do công ty Bình Minh sản xuất, bà con sẽ được tặng kèm 4 dao băm gỗ như một món quà tri ân hay lời cảm ơn của quý công ty gửi tặng bà con. Đầu tiên, chức năng chính của cả hai dòng máy đều là băm nghiền các thân cây gỗ to, các mẩu gỗ vụn, các cành gỗ tươi hoặc khô, gỗ bìa, ván mốc tạo thành dăm gỗ với các kích thước khác nhau. Ngoài ra, máy còn có thể băm cỏ voi, thân cây ngô, thân cây sắn làm thức ăn xanh cho vật nuôi hoặc đem đi ủ chua để làm nguồn thức ăn dự trữ lâu dài cho vật nuôi. Dăm gỗ có thể làm giá nấm, đệm lót sinh học, phân vi sinh hoặc làm ván dăm. Ngoài ra, dăm gỗ còn là nguyên liệu để làm gỗ ép, làm giấy và làm nhang. Dòng sản phẩm máy băm gỗ 2T cho nguồn năng suất từ 500kg đến 1 tấn trên 1 giờ. Máy sử dụng động cơ 7,5kW đến 11kW, nguồn điện 3 pha 380V. Còn dòng máy băm gỗ đa năng 5T cho nguồn năng suất từ 2 đến 3 tấn trên 1 giờ. Máy sử dụng động cơ từ 18 đến 22kW, nguồn điện 3 pha 380V. Tiếp theo là về cấu tạo và cơ chế hoạt động của hai dòng máy. Như bà con đang quan sát thấy, thì máy được cấu tạo gồm hai phần cửa nạp hai bên, một cửa nạp dùng để băm nghiền các thân cây gỗ to và một cửa nạp dùng để băm các cành gỗ nhỏ và một cửa xả ở phía dưới. Phần trọng tâm ở dưới hạ thấp, thuận tiện cho quá trình nạp nguyên liệu và giảm độ rung khi máy đang hoạt động. Buồng làm việc phía bên trong máy bao gồm 3 dao to băm chính, 12 búa nghiền cùng bánh đà. Trên bánh đà sẽ có 4 dao nhíp băm gỗ và một mặt sàng đi kèm mỗi máy. Máy băm gỗ đa năng vừa giúp bà con chế biến thức ăn chăn nuôi, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp, sản xuất gỗ, lại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vậy bà con còn chần chờ gì nữa mà không sở hữu ngay cho mình siêu phẩm này? Vâng, và vừa rồi Ngọc Nga đã cùng với bà con đi tìm hiểu về hai dòng máy băm gỗ đa năng do công ty Bình Minh sản xuất. Nếu bà con còn có thắc mắc cần được tư vấn, hãy gọi ngay tới số hotline được hiển thị ở dưới màn hình hoặc để lại ý kiến ở phần bình luận để nhanh chóng nhận được sự tư vấn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh luôn cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất cho bà con. Cảm ơn bà con đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm của công ty Bình Minh. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo. Khi mua máy tại công ty Bình Minh, bà con có thể trực tiếp đến xưởng sản xuất của công ty tại khu công nghiệp Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt để mua máy hoặc chuyển khoản qua ngân hàng và nhận máy ngay tại nhà, rất tiện lợi cho tất cả bà con ở xa.